Chào các bạn. Hi. Ngày hôm nay thì anh Cương vừa xem phim xong và có những cảm giác khác nhau. Đây là phiên bản của Nhật, Mỹ mua lại và họ làm theo một cái có lẽ là nó theo minh tính của Hollywood hết. Nhiều phần lắm, thật ra là phim riêng là rất nhiều phần, bọn chồng những phần. Thì mình đã xem phiên bản gốc là phiên bản của Nhật. Thì theo mình nghĩ khi mà coi phim của Hollywood làm thì nó không phải theo ý của mình. Nhưng mà Leo nói như vậy thì mình phải cảm nhận một cái điều là châu Á và châu Âu nó lại khác nhau về văn hóa, về phong tục, về cái tâm linh cũng khác nhau. Bạn biết đó là người châu Á thì cái tâm linh nó sẽ thể hiện rõ hơn, nó thể hiện rõ hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Còn đối với phim Mỹ thì các bạn thấy là hiệu ứng nó sẽ tập trung hơn nhiều. Đúng rồi. Thật sự ra thì anh Thảo phải nói cảm nhận của mình đi chứ. Hiệu ứng và âm thanh đúng không ạ? Hiệu ứng và em xem phim xong nó lúc mà ngồi trong rạp rồi đèn vừa tối, âm thanh vừa có nhiều cảnh kinh dị á. Mới vô phim mà đã thấy hết hồn rồi đúng không? Dạ. Nhiều quá nhiều hết hồn. Cái đó phải nói là một cái kỹ xảo âm thanh đặc trưng luôn của Mỹ, của Hollywood là nó thể hiện rõ nét nhất. Nhưng mà đây là một bộ phim của Nhật nên là cái phiên bản của nó sẽ bị thay đổi hoàn toàn nên mọi người khó chấp nhận hơn. Rõ rất phù hợp với bối cảnh châu Âu hơn. Mà thì đặc biệt hơn nữa là nghe nói phim này đã dời chiếu lại rất là lâu rồi. Mình đã sống từ năm ngoái đến năm nay để xem phim này. Nhưng mà thật sự là mình thích tổng lý, mình thích bộ phim của phiên bản này cho lắm. Phần 3 thì mình đã xem phim nội Nhật, phim nội phim của Nhật rồi. Thì phim của Nhật thì cái nội sắc tâm linh nó sẽ u ám hơn, phim nó không có nhiều hiệu ứng đâu. Nó chỉ phim mẫu thì phim gì bình thường thôi, rất là nhẹ nhàng, không hiệu ứng nhưng mà rất là ám ảnh người xem. Và bây giờ thì phải để cho cô hot girl chúng tôi xinh đẹp này chia sẻ một số nét về nhân vật của phim đi. Thảo sẽ chia sẻ một số nét về nhân vật cốt truyện của phim. Thì trong cái bộ phim này thì ấn tượng nhất là cái nhân vật Julia, bởi vì cô sống rất là tình cảm, có sự hy sinh đúng như vậy hơn không? Anh hiểu em về. Và đặc biệt hơn nữa là diễn viên nam cực kỳ đẹp đúng không? Dạ, cực kỳ đẹp trai. Không em chuẩn. Công nhận cái này diễn viên nam cực kỳ đẹp hơn. Dạ. Nhưng mà cô Nhật Thảo của chúng ta để diễn viên nam thôi. Em thích chứ là cái bao đồ của anh ấy. Coi đi thì không phải là sao muối, nhưng mà này quý tụ phục em không biết sao. Sẽ nói cho bạn nghe nha, cái đoạn video này là một đoạn video kia là bị ma ám á. Khi mà người xem á, họ xem xong cái đoạn phim này họ sẽ bị nhận một cuộc điện thoại là 7 ngày sau sẽ chết. Đó. Nói tiếp về cái câu chuyện của Julia thì sau khi mà Julia biết được bạn trai mình chỉ còn có 7 ngày nữa thôi là bạn trai mình sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Thì cô ấy hy sinh vì bạn trai mình, đi xem cái đoạn video bị ma ám này. Và cuối cùng dẫn đến bị ám luôn. Dạ, cô ấy bị ám luôn. Nhưng mà bị ám ở đây có nghĩa là cô ấy chính là người gỡ hết tất cả những khúc mắc ở trong cái câu chuyện này. Dạ. Thấy như vậy không? Cô ấy chính là người giải quyết hết chứ không phải là người bạn trai của mình. Thú vị ở đây nó chính là thể hiện sự bạn nữ của gái. Mà thật sự ra thì chỉ có người con gái của châu Âu không phải những người làm được thôi. Một người phụ nữ rất là mạnh mẽ và quyền lực. Không, thật sự ra phiên bản ở Nhật á, nó còn phụ nữ châu Á luôn. Cũng là đích hơn điển tiền. Nhưng mà lý do để cô ta đi khám phá cái bí mật đó chính là con của cô ta. Do đó là Leo thích phim của các bạn Nhật hơn, nó ám ảnh hơn. Còn với cái Thảo sao? Tại vì á, sẽ chia sẻ luôn cái điện thoại của mình thì cũng sẽ. Nhưng mà mình như đây là nó ra tới phần mấy rồi đúng không bạn? Có nhớ là Phúc đã từng xem một lần rồi, có xem một lần rồi nhưng mà chắc là lần 1 hay sao ấy. Mà nếu gì gặp nhận Phúc thích, Phúc không thích việc này đúng không? Phúc hơi thất vọng một chút, tại vì Phúc không thích cái sự mà gọi là sử dụng quá nhiều kỹ xảo âm thanh để làm. Đa phần là chúng ta sẽ giật mình vì âm thanh. Người khác sợ vì cái âm thanh chứ không phải là sợ về cái sự diễn xuất của câu chuyện đó. Mình nhớ có cảnh có một chó xuất hiện nó cổ cái đập nguyên đập nó hết. Đúng rồi. Thảo có thích này không? Em cũng không hài lòng cho lắm. Dạ em thì thích diễn viên của phim này bởi vì diễn viên quá đẹp. Trời ơi, còn quay trở lại thì cô ấy vẫn diễn đẹp thôi. Thảo đó này diễn viên đẹp rồi. Nhưng mà Thảo với lại Leo thấy một cái điều là phim này sẽ còn tiếp diễn phần 4. Bạn để ý nè, một cái khúc mở đúng rồi, phim châu Âu nằm cái khúc mở đó. Nhưng mà hy vọng là phần 4 ra nó sẽ không có bị cắt dọc hơn, không bị cắt dọc hơn. Nói chung là phim này vẫn được, vẫn ok ở mức độ khoảng 50-50 thôi. Nói về đời riêng á thì tùy theo quan điểm cá nhân thì ở đây ba tụi mình thì vì cái lại Leo với lại Phước thì cũng không hài lòng phim này lắm. Thảo thì cũng thích diễn viên, do đó là do quan điểm cá nhân của từng người thì các bạn có thể ra rạp với những phim này. Ở đây là mình đúng không? Thì phim có nghĩa là ba chúng tôi đều là những cái cá nhân nói về cảm nhận, về diễn viên, về nội dung kỹ xảo, về cốt truyện, tất cả mọi thứ theo cách cảm nhận riêng của mọi người mà thôi, chứ không có ý là phải chê bai hay cái điều gì. Có người thì xem lại thích, họ lại thích về kỹ xảo, có người lại không thích, và ba đứa mình thì lại có cái ý đó. Các bạn có thể ra rạp để xem bộ phim này hoặc là có những lựa chọn khác ngoài rạp thì chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ha. Bye bye.